Nào ngồi đi, Hiếu ngồi đi, Hiếu ngồi đi. Ngồi xuống. Đi ngồi. Đó. Tao không biết là còn Hiếu với cái Phúc đi không? Đây con này. Giới thiệu đây là ba chàng trai của Hải Phòng. Trung Duồi, Toản và Trọng Hiếu. Quay Hải Dương đây. Cho đủ bộ ăn nó ngon. Tay đi Lào. Mãi bên nhau bạn nhé. Ăn đi. Ăn đi. Đây nó nhắc này, cái này phải ra từ đóng đúng. Xong thì mới ra. Vào mồm miếng đi. Nào. Chúc mù tạt nhá, chúc mù tạt. Mù tạt. Mua cái miếng muốn. Ba cho hồi thì đóng ra dở luôn đi. Ba cho cái thúng là chấm. Đây là cây à? Làm cây. 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 Bịt mũi lại. Ai không ăn được bịt mũi lại nha. Ở đâu có anh Toản. Tươi là được rồi, tươi là được rồi, tươi luôn. Anh Toản lúc nào giới thiệu đây anh Nhôm Kính. Có thứ rồi ơi. Toản Nhôm Kính. Vẫn chưa hết rồi. Món này ngon đấy, quê hương ăn quả ấy. Quê hương ăn quả. Ăn cái gì? Quả ăn cá mèm ấy. Cá à? Cho một miếng 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 ơi. Có 10 miếng cũng được, ăn đi. Quả là chuyên ăn cá mè. Anh Toản thích đứng đầu. Nhiều mà. Phần ăn. Đây Thủy Nguyên là có món cá mè. Cá mè, cá mè. Cá mè cá chép. Rau gỏi. Phải cá mè đấy. Mét từ con này ra con kia rồi đấy nhỉ. Bảo sao? Đi lên đồ đi con em ơi. Có đi Toản này. Đi ăn hết đi. Món đồng Việt. Việt món đồng Việt đây. Ngon không? Ngon. Ngon thì mới quay. Cả nhà ăn hết quả nhá. Rồi, chào anh Nhôm Kính. Thank you.